nhóm phụ nữ miền Tây xin chào các bạn. Hôm nay thì mình với Ngân đang có mặt tại nhà của cô chú Bao Huệ. Được biết là cô chú không có nước sạch để sử dụng các bạn. Hằng ngày thì phải xách ở dưới sông lên rất là vất vả, nên là được sự hỗ trợ của cô Nga, chú David và chị Nguyễn Thanh Trúc gửi đến một cây giếng nước các bạn, rất là sạch luôn. Giờ thì mình mời các bạn cùng vô nhà của cô chú nha. Cô đứng đón tụi con hả? Chào cô nha. Dạ con chào chú. Chào chú nha. Chào biết kinh. Cô chú ngồi đây với tụi con. Được rồi cô ơi. Được rồi cô. Chú đang ngồi với con. Trời ơi, tụi con ngồi đâu cũng được trơn á, nhà cô chú sạch mà. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô năm 9 rồi đó con. Dạ chú. Còn chú 64. Tết này là 65 rồi đó. Dạ. Chú có bệnh thôi cô. Tai biến rồi lâu chưa cô? 6 năm. Rồi mình có vận động bình thường được không? Thì ổng cũng đi đó đi lui đồ này kia được. Cái chuyện hàng cứng. Dạ, nói chuyện cứng rồi. Dạ. Ăn uống đồ bình thường hay chứ? Để ăn bữa chén. Chén. Sáng chén, chiều chén. Còn cô trong người có khỏe không? Cô bị tiểu đường. Cô bị khớp gối. Bữa đó kìa, xách nước té cái hứ nè. Mang hẹo luôn. Rồi nằm cho mấy ngày trời đâu rồi, cả tuần lễ rồi ông này ổng đó đi mua bình dây về đặng kéo dưới sông lên. Rồi cái đại té rồi mấy chịu đi mua lo tiền chạy đi mua thôi để tôi lo tiền tôi chạy đi mua cho bạn bình dây đặng truyền ra làm sao. Mất bò rồi làm trùng. Mất bò mới đi làm trùng. Mất bò mới đi làm trùng. Ý là té rồi mới làm ống nước đúng không cô? Dạ. Tội nghiệp cô quá. Hồi lúc trước là mỗi ngày cô xách bao nhiêu thùng á cô? Trời ơi thì cô xài nhiều thì cô xách nhiều mà hả cô xài ít thì cô xách ít. Dạ. Cũng như nếu mãi thì cô xách nổi thì xách không nổi thì nhà y đi xách dùng cho dài nổi. Dạ. Nước ở dưới sông xài thì cô thấy sao? Chèm phẹt ơi thì nó dơ. Rồi bây giờ nó còn đỡ đỡ đó. Dạ. Chứ hồi mà lúc mà người ta mới vừa bơm nước lên đặng ta xả đó cỡ dạ. Nước dữ lắm. Ruộng nó lỡ xả nước ra đúng không cô? Giờ dữ dằn lắm. Tắm không xuống tắm. Không tắm được luôn. Mắc lóng nước ở trên nhà mà tắm đó. Chứ dạ. Đâu có xuống sông. Xuống sông còn nổi ra sốt lùm lùm. Ngứa, bị ngứa đúng không cô? Ngứa bị lùm lùm. Dạ. Rồi nước uống thì cô chú phải làm sao? Đó, cô chú đi đổi đó. Có cái bình nước lọc ở đây. Ai đổi nước lọc người ta uống. Rồi thì đó. Cơm nước xài thiếu vậy hả? Dạ. Thì không có thì nấu cơm nước thì mình lóng khoàng thấy xài thấy chứ sao. Chứ đâu có nước đâu mà sử dụng đúng không nước cô chú? Dạ. Gia đình cô chú được mấy người? 6 người con. Dạ. Có chồng có vợ hết 4 mà. Dạ. Còn 2 chú nhỏ. 2 chú nhỏ. Chưa có tiền lo. Ông mẹ ông bệnh cái rồi xuống luôn. Hồi lúc ông không bệnh đó thì mặn ăn thì vợ chồng con cái xứng yeah. Nhau mặn thì yeah. Có tiền cũng còn ăn uống yeah. Rồi khi mà ông bệnh rồi tới rồi bèo dữ dằn vì tại yeah. Chú tai biến nhà cũng nó bị lủng lỗ. Nhà cô chú cắt lâu chưa cô chú? Cô chú cắt cũng 10 năm rồi đó. Năm rồi. Mà nhờ mấy chị ở ngoài xã mình nha. Dạ yeah. Rồi cho đó rồi với mình cũng thêm chút đỉnh vô yeah. Yeah. Đó. Làm tới giờ mình sống tới giờ luôn là hiện tại nhà mình có 4 người. Rồi cô chú giờ là có đi làm gì nữa không? Trời cô chú có làm gì được đâu. Cô chú chỉ ngồi đây lãnh trợ tiền con gửi về 50-100. Thì đứa nào bố thí nhiều bố thí chứ giờ già rồi đâu còn mặn gì nữa được. Không có mặn được nữa. Đi không vững. Không đi không vững. Mà sợ té muốn chết luôn vậy. Dạ. Cô bị tiểu đường có uống thuốc không cô? Chàng phải cô ngày nào không lãnh thuốc mày xả mình. Dạ. Có tiền thì đi huyện. Còn không tiền thì ra xả mình lãnh. Tiền dọn coi thuốc bọc. Quá trời thuốc luôn ha. Một đống thuốc trên đó luôn ha. Bọc luôn. Mình... Cô có bảo hiểm. Dạ mình lãnh thuốc bảo hiểm. Ta cho bảo hiểm thì... Mà cô ơi, giờ tụi con muốn coi cái chỗ mà lúc trước cô đi xách nước á, là ở đâu á. Vất vả như thế nào á, cô cho tụi con coi được không cô ba? Được, được. Cái thùng cũng hay xách là ở đâu đó ha. Chú ba ngồi đây nha, để con nhờ cô đi, tại chú đi con sợ té á. Yếu rồi. Con chim. Dạ. Xách nước ở dưới đây. Chị đó, nó đi xuống đây. Trời ơi,
Rồi là lúc trước cô té ở đó đó cô. Té cái chân chỗ cái dốc đó ra. Dạ. Mình xa quá mình sẽ không vô nhà không nổi. Xa quá cô. Đúng rồi. Đây mình xài luôn. Để cái lu ở đây rồi rửa chén ở đây luôn. Để lu đây. Đó. Dạ. Rồi bây giờ có cái giếng nước rồi thì mình vô nhà xài hết cô. Dạ mừng dữ lắm. Trời qua quá càng mừng luôn. À vậy là cô ba đã có cái giếng nước sạch rồi các bạn ơi, cô rất là vui luôn. À cái chỗ khoan là chỗ nào đó hả cô? Đây bây giờ mình đi vô cổng hay vô nhà hay gì? Dạ vô tụi con cho cái giếng nước khoan. À cái khoan là nằm ở xa xa ấy, kia đó. Không có sao luôn hả cô? Tút cái sao đó khoan ở dạ. Sao rồi còn chèn nước lên nhà mà. Còn cái motor là ở đâu cô? Đây. À cô chỉ nhiệt tình luôn. Nhiệt tình luôn. Rồi để vô coi cái motor với cô nha. Hay đi vô trong nhà. Con gái mới vô quà đó, con gái nghe nói con gái cũng mừng cho mẹ quá rồi đây. Đó. Đây. Cho cái bông tơ đó. Cái bông tơ ở đây nè các bạn ơi. Rồi, đó. Đây nước đây. Nước đó, đây. Cao luôn ha. Đâu cô xả cho tụi con coi thử cô. Đây. Dạ, con dĩnh nha. Để cô bật lên thì các bạn thấy là trên gương mặt của cô ba đó các bạn niềm vui quá trời vui luôn rồi. Cô mừng ơi là mừng luôn. Rồi mình chỉ cần ghim điện vô thôi. Đó. Cô ba ra đây coi nè. Cô ra đây với con nè cô. Đó, vậy đó. Dạ. Quá mừng luôn. Đây. Nước mát không cô? Đó, nước sao? Nước mát không? Trong không cô? Ôi tắt đi cô ơi. Cô ơi nước này rồi. Để uống nước của cô. Dạ, rồi. Chúc mừng cô nhiều nha. À, cái chỗ mà khoan á các bạn là mấy ông họ làm ở đây nè, sát bên nhà của cô luôn thì chèn ống vô trong đây nè cũng rất là dễ. Dạ. À, cô ba thấy mấy chú họ làm sao, có vui tính không? Vàng ơi, hồi nhảy qua làm cái đói bụng, cái nói gì gì? Ở đây có ai bán đồ ăn không? Cái nói không con. Bộ con chương cơm hả? Cái nói dạ con chương cơm. Thôi lên đây cô có còn cá lóc nữa cho con nha. Có hai vợ chồng mua cá lóc nữa dạ. Tí à. Dạ. Rồi lên cô nấu cơm. Bắt đầu cô ghim thêm nồi cơm nữa. Trời ơi bưng ra ăn khen cô quá nức nở luôn. Trời ơi ăn bữa cơm quá trời ngon. Dạ cô. Rồi cái nói trời con đi phải cho người ta mà. Người ta không có cho con ăn uống. Dạ mà cô. Còn cô ôi. Làm cho con ca trà đường nữa. Con mừng quá mừng mà. Với mình quá mừng luôn rồi. Dạ. Chúc mừng cô nha. Rồi đó giờ cô ba có thấy cái này lần nào chưa ta? Chưa hả cô? Dạ. À lần đầu tiên thấy luôn rồi. Đó. Cái này là cô tự kê hay là mấy chú thợ kê cho cô? Mấy chú thợ kê luôn đó cưng. Dạ kỹ ha. Dạ. Sợ nó bị ướt nước đó cô. Làm gì đó. À bây giờ bữa nay cô tính đi mua cái thùng về cô chụp đây cô sợ cô. Dạ đúng rồi. Thùng này kia đó. Dạ. Rồi sợ nó văng vô. À cô đây, rất là hương cái mua tơ luôn. Dạ cô xài kỹ về sử dụng. Mừng lắm đi vậy đó rồi cái xả hết là dạ. Nước cái xả dạ. Là khỏe dữ dằn luôn. Rồi mình đi ra hát cô ba. Nước này là cô tắm được luôn đúng không cô? Rồi nấu nướng đồ nè, được hết luôn đúng không? Nấu nướng gì ăn uống gì được hết trơn. Mà mình ăn nấu ăn á thì mình phải lóng miếng phèn lại. À đúng rồi. Ăn cho nó hạ lại đó cưng. Dạ nó trong. Bây giờ rồi. Con gái nó mới qua hồi sáng. Dạ. Rồi nó tính để con mua cho mẹ vài bịch nước lọc. Rồi cái đặng mẹ rứa vô đó một miếng. Dạ cho nó trong. Mình ấy gáy lên rồi đặng đáy cái mình cho nó hạ cái kia xuống vậy đó. Dạ. Chứ cưng để uống nguyên á thì nó cũng như cưng nấu ăn thì nó cũng còn hơi hôi hôi. Dạ đúng rồi, tại vì cô phải xả cái nước đầu ra. Đúng rồi, mình mới mà. Dạ đúng rồi, tại mới á. Đỡ chừng nữa cho chừng 5-10. Dạ đúng rồi, xài nó quen rồi. Từ từ thì nó sẽ quen. Thì bởi vì con gái qua mừng quá mẹ hết sách nước rồi. Chúc mừng cô nha. Con cũng nói với cô ba luôn á, là với lại chú ba nữa là cái giếng nước này nè là số tiền á trị giá là 4.500.000 đồng. À, được cái sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân á là cô Nga và chú David và chị Nguyễn Thanh Trúc gửi tặng đến cho gia đình của cô chú ba nha. Chúc cho mọi người khi sử dụng được cái nguồn nước sạch như thế này á thì sẽ sống lâu hơn nè. Rồi nói chung là Tết rồi đến đó cô, có cái nước này á thì nói chung là vui mừng lắm. Nó sạch sẽ đó cô, rửa cá thịt đồ cũng rất là dễ dàng. Thì cô cũng cảm ơn mấy người gì dạ, mới ba Mạnh Thường Quân á. Ba Mạnh Thường Quân rồi cái thằng cô cảm ơn nhiều lắm ngang cưng. Dạ. Với cảm ơn chị Văn nữa, trời ơi chị Văn quá cũng dắt vô ba cho trời ơi ba giới thiệu ba cho. Chị Văn là ai vậy cô? Ở làm xã đó hả cô? Làm xã đó. À. Cô xã. Quá mừng luôn rồi. Vậy là cho tôi gửi lời tôi cảm ơn tất cả
anh em dạ. với mấy cưng đồ này kia nha. Dạ rồi. Trời ơi quá trời mọi người. Mọi người ngày qua nay đêm hôm giờ ngủ không? Không ngủ được luôn hả cô? Mình không có đi sách nữa rồi. Dạ. Đó, ngày qua được rồi treo tôi mấy cái thùng lên hết trơn. Dạ. Treo thùng lên không có sách nữa hả cô? Không, không sách nữa, mừng quá mừng.